đấy. Bản tin lập phòng á. Lâu lâu. Hello mọi người, hello mọi người. Ok, chơi 2 AD. Chiến thiệt. Lâu ngày không chơi, cầm chuột vô thấy cứng dữ vậy. Đi. Và đại boss chứ còn gì nữa, gần mình vô ăn 2 bãi hồi máu vậy đại boss chứ còn gì nữa. Đại boss này, đại boss này. Đai nó chết rồi. Cái pha đó đừng nó chết là mình phải đai á, tại tưởng đâu CB đang vô và cũng tăng đấm cái chết. Cái pha đó nếu mà bắn không chết thì mình kêu gần xuống đai. Mấy cái mình đánh mà mình đang tích quay á, kêu tích quay to vậy á mà gần nó chết là mình phải làm gì đó. Khi mình đẩy vô mình lấy máu nó hay là đai á, cái kiểu cái thứ cái kiểu. Không phải cho nó farm dễ được. Tại gần nó chết mà. Gần nó không chết thì mình không biết gần đâu thì mình không đánh lát được. Ta đi ra xuống đây cái nữa à. Nó sẽ bèo rồi. Đã quy luôn. Hay da. Ừ hay quá vậy. Hay quá vậy. Đội đánh hay quá vậy trời. Phá đỡ tính đỡ quy cho vui mà không được. Biết có mầm. Ôi. Cứu tôi. Hay quá. Phá mất tự chặn. Cười gì. Vô. Từ từ. Bị giác này nó cover boss nó. Biết boss nó bị đai cái đứng dưới hoài. À giết nó luôn giờ. Rồi nó có đồng hồ rồi dạ. Để lên. À, chết trễ à, lỡ bay vô rồi. Chết đồng hồ trễ à, lỡ quăng sắp vô rồi. Thôi đó mình về sắp chết. Trời ơi. Má, vậy gì mà không giết hết kìa cây lõi vậy. À, xì bà.
Nó phải nhiều không biết hết kìa, dở chứ. Sợ. Ủa cái khăn là hình như là con voi nó bóng ngủ mình mới bấm khăn đúng không ta? Mình tẩy là nó quăng ngủ là mình tẩy luôn. Như để ngủ mới bấm khăn hay sao ấy. Đấy thành viên làm cùng á à. Mà để lính làm gì trời đất ơi, chạy anh đây năm thằng luôn ác mặc đồ ác, để lính lên trước chứ em trai. Rồi tìm gì khác này. Ờ biết luôn đi. Một game để thách đấu nè.